Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích vì mê mặc váy xẻ, gặp thêm sự cố suýt muối mặt tại sự kiện. Một quyết định sai lầm khi chọn váy của Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến cô nàng phải thu về vô số chỉ trích. Theo Sohu đưa tin, diện mạo gợi cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba tại thảm đỏ Baja Icons 2023 đã tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Tại sự kiện, ngôi sao sinh năm 1992 diện một thiết kế màu xanh ngọc, ôm sát cơ thể và có chi tiết xẻ ngực sâu, xung quanh được đính nhiều hạt lấp lánh. Tuy được ví như nàng tiên cá nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại vô cùng không thoải mái, cô dùng tay để che ngực tránh để vòng một bị hớ hênh trước ống kính. Nhiều người còn chê rằng nếu Nhiệt Ba ngại thì không nên mặc kiểu váy này, trông cô ấy khá rụt rè. Bên cạnh đó, y phục của người đẹp Tân Cương có phần nhăn nhúm và không đem lại cảm giác chỉnh chu ở mặt thị giác. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ phải thất vọng về visual tham dự thảm đỏ của mình. Sau màn lên đồ cực đỉnh tại đêm hội Weibo 2023 với chiếc đầm hồng bồng bềnh, mỹ nhân Tân Cương được so sánh ngang hàng với nữ hoàng thảm đỏ Phạm Băng Băng. Thậm chí, người hâm mộ cho rằng cô sẽ là truyền nhân của võ mị nương với phong cách thời trang quý phá, kiêu sa.